Xuất phát tên gọi ngã tư Ông Địa là do trong con hẻm cách ngã tư không xa có ngôi chùa tên Môn Quan Tự. Nhưng vì tiền thân của chùa là nơi thờ Ông Địa nên người dân vẫn gọi nơi đây là Am Ông Địa. Và từ đó ngã tư có tên gọi ngã tư Ông Địa như ngày nay. Người lập Am Ông Địa là ông Bảy Cắn, lúc đầu lập nơi thờ Ông Địa tại Minh Lương. Đến năm 1937, ông dời ra địa điểm ngày nay. Ông gọi là Môn Quan Tự, nhưng người dân vẫn quen gọi là Am Ông Địa. Trước sân chùa là cổng chùa, giếng nước và hòn non bộ. Cổng chùa được xây theo lối kiến trúc đơn giản. Trên cổng có hình hai con rồng, châu mặt trời, được gắn bằng các mảnh sành. Hai câu liễn ở hai bên cột cổng. Đường nét hoa văn quen thuộc, thường thấy trong các công trình kiến trúc đình chùa cổ xưa của người Việt. Những chi tiết trên hòn non bộ trước sân vẫn còn nguyên trạng. Chất liệu được làm từ đá tổ ong. Trên vách có hình các con vật ẩn mình trong đá như rắn, voi, cá sấu, được các nghệ nhân thực hiện một cách tài tình, đẹp mắt. Trong chùa gồm có ba gian thờ chính: chánh điện thờ Phật, nhị điện thờ Tam Bang Hiền Thánh là Biển Thước Thần Y, Thần Nông Quỳnh Đế, Phục Hy A Di Đà, Hậu Tổ thờ các vị có công sáng lập chùa. Vào những ngày rằm mồng một, các ngày lễ Phật trong năm, ngày vía Ông Địa, tiền nhân sáng lập chùa, ban quản trị chùa tổ chức hành lễ cúng bái. Những ngày này, người dân địa phương cùng du khách thập phương cũng đến chiêm bái và thưởng thức vẻ đẹp của Môn Quan Tự.